Em chào tất cả mọi người nhé. Thì mấy ngày vừa qua có giới thiệu với các bác rất là nhiều các mã của Aga Sao, từ đắt có, rẻ có, cho đến tầm trung cũng có, mà từ 25 đến 30 cũng đều có hết. Rất là nhiều các mã để cho các bác mà lựa chọn. Đấy, thì để tiếp tục các series này, em sẽ giới thiệu cho các bác một mã khác. Mã này thì vừa tiền hơn, là loa 30 của Aga Sao nhé, thuộc phân khúc loa 30. Đấy, con này thì nó thuộc cái series là AX. Nó sẽ giống với cái lần trước mà em giới thiệu cho các bác ấy kìa. Con này thì nó cũng là AX, nhưng mà nó là 110, nó là dòng 25. Đấy, thì kiểu dáng của con 30 này nó cũng tương tự con đấy thôi. Nó cũng cứ kiểu vát vát và rất là gọn này. Em rất thích kiểu thiết kế này nhé. Nó rất là vát các bạn. Đây, nó hơi cong này, rất là đẹp. Đấy, và riêng với cái dòng Aga Sao thì họ hay rất hay làm cái kiểu màu sơn xanh này, nhìn rất là đẹp các bác ạ. Bày cũng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, và nhìn cái nước sơn của họ rất là khôn nhá. Đây các bác xem này. Đấy, nhìn nó có kiểu nó có độ lì nhất định, rất là xịn sò. Có cái cảm giác sơn này, nước sơn rất là cao cấp luôn. Đấy, và họ sẽ thiết kế hai cái lỗ thông hơi ở phía sau dòng loa AX này. Đây, lỗ thông hơi phía sau. Những cái dòng loa lỗ thông phía sau thì em đã bảo nhiều lần rồi đấy, các bác cứ kê gần tường 15-20 phân, tiếng trống nó cộng hưởng lên rất là hay. Đấy, đó là cái ưu điểm của lỗ thông hơi phía sau. Tuy nhiên là chuột bọ nó cũng dễ chui vào lắm. Bác nào mà muốn an tâm hơn thì có thể lấy một cái tấm sắt ấy, lưới sắt ấy, lưới sắt các bác dính vào đằng mặt trước kìa, lại dính vào cái chỗ thông hơi này để là chơi vô tư luôn. Đấy, và cái dòng này thì mã của nó là AX12F các bác nhá. Lần trước thì nó là 110 tức là 25, lần này là 12 sẽ là 30. Công suất của con này là 350W, cũng vừa miếng này, không kén đẩy và rất là dễ phối ghép. Vừa miếng này không quá khỏe cũng không quá yếu, rất là vừa. Đẩy từ 500-600W đổ lên là đánh căng được rồi. Đấy, và có thể chịu được lên tới đỉnh là 1400W ở trở kháng 8 ohm nhé. Đấy, đây thì mặt sau chỉ có thế thôi. Aga Sao là một thương hiệu của Trung Quốc rất là chất lượng. Đấy, và họ có trang web đàng hoàng này, agasao.com này. Những cái dòng loa đặt tên, loa vớ vẩn nó không bao giờ có cái kiểu trang web này đâu. Các bác truy cập vào chẳng được cái gì cả. Đấy, đây thì đây là mặt trước của nó này. Con này nó thiết kế thùng khá là gọn. Đây, nó rơi vào tầm đâu đó khoảng 35, 3 mấy 40, chưa đến 40. Đấy, tầm 35, 36 rồi. Và nó sẽ thiết kế theo kiểu thùng là một bát này, một chiếc kèn này, thùng cân này. Đố, cái lỗ này là cái tay sách nhá. Đấy, và nó đây là lắp thành phẩm này, nó sẽ được như này. Đấy, là thành phẩm nhá. Và bên trong nó kiểu nó hơi vàng vàng, chả hiểu sao bên trong vàng ngoài xanh. Đấy, nguyên bản con này thì căng nó là màu vàng các bạn, nhưng mà nó bị rách nhiều lắm, em sẽ thay cho nó thành màu đen cho nó đẹp nhất, chỉ để nguyên cái màu vàng nó rách rách nó xấu xấu bẩn bẩn. Bên trong thì nó sẽ có rất là nhiều các vách ngăn này. Đây là vách ngăn để ngăn chép với ngăn trống, ngăn bát ra. Đấy, và gỗ sẽ là thùng ván ép nhá. Đây, thùng ván ép nhiều lớp này, khá là dày. Đấy, những cái thùng ván ép này thì cho độ bền rất là cao. Đấy, và ốc chôn gen. Đấy, ở dưới nó sẽ có cả hỗ trợ cọc cắm loa nhé. Con này thì có một cái là cái dây kết nối của nó khá là mềm các bạn, cầm rất là xịn, thì toát lên cái chất xịn sò này. Đấy, rất là mềm. Đấy, em sẽ để nằm nó xuống và quay cho các bác xem cái phần tần của nó nhé. Khá là nặng, thùng khá là nặng. Đây, bông tiêm thì cũng khá sạch sẽ rồi, không có bụi gì mấy. Đây, phần tần này, phần tần của nó thì cũng cơ bản tương đối là cái giống dòng 25 kia. Tuy nhiên là các linh kiện tụ nó sẽ được nâng cấp để nó chịu được công suất lớn hơn. Đấy, nó sẽ là gồm các tụ cao cấp nhất trên thị trường âm thanh rồi, tụ MKP. Đấy, một con vòng vàng này này. Đấy, con này thì để hạn chế cháy tép cho các bác khi mà các bác rú rít hoặc mở lớn quá đấy. Đây có con chở nhôm rất là lớn này. Đấy, và chở sứ cuộn cám xeo đồng đỏ rất là to này. Đấy, phần tần của nó chỉ đơn giản thế thôi, nó không quá là gấu. Bởi vì sao? Vì cái driver của nó không phải thuộc cái hàng gấu các bác ạ. Nó sẽ thiên về cái dòng là chống mềm,
chống êm chứ không phải là thiên về cái chống bạo lực như cái dòng dòng kia. Đấy, như cái dòng AT series kia. Đấy, cái dòng ái kia nó sẽ thiên về chống mềm, thiên về chống mềm và chống êm. Đấy, và chép tơi nhuyễn. Đấy. Nó sẽ thiên về nghe nhạc hơn, nhạc bình vừa vừa thôi, không gian vừa vừa thôi. Nó sẽ không mạnh mẽ như cái dòng kia, dòng bạo lực kia. Dòng kia đánh không gian rộng kia. Đấy, dòng này thì nó sẽ vẫn sử dụng một của bát là của Fen nhé. Fen. Đấy, Fen Acoustic. Fen là một là cái thương hiệu bass đến từ England, Anh Quốc các bạn. Đây này. From England này. Đấy. AXF 12 Pro 350F. 350W ở trở kháng 8 ohm nhé. Con này thì từ của nó là 170, côn 63. Đấy, cho nên là cái chất chống của nó là khá là mềm, nghe con này chống êm lắm các bạn. Đấy, nó sẽ không bạo lực, nó không xung đáng đâu. Nếu mà các bác muốn bạo lực thì các bác phải ghép thêm súp. Đấy, em nói cụ thể để cho các bác tiện tham khảo nhé. Đấy, và xương, xương nhôm. Đấy, xương nhôm 2468 xương. Đấy. Đây, em sẽ lật cái cụ bát lên cho các bác thấy được cái mặt của nó này. Đấy, về cái mặt thì khá là mới. Nhìn chung con này thì bát tép đều khá là mới, thùng cũng khá là đẹp nhé. Đấy, thùng đã có tỉa tót chấm chót lại rồi nhá, rất là đẹp rồi. Đấy, thì đây cái cổ côn của con Phê này. Đấy, cái bụi này. Đấy, côn nó sẽ làm kiểu cách điệu như này mà nhận khá là cao, nhận là 4 sóng. Đấy, cái độ dẻo dai thì cực kỳ tốt này. Đấy, bát Phê này, bát Phê nó cho tiếng trống mềm lắm các bạn, nghe sướng lắm, nghe êm lắm. Nếu mà nghe nhạc là trong không gian nhỏ nhỏ nghe nó sướng lắm, tiếng trống ở đấy nó êm lắm. Đấy, bát Phê này. Đấy, khá là đẹp. Đấy, và cam kết là zin đẹp nguyên bản nhé. Đấy, tem này. Đấy. Đấy, tem OHF. Đấy. Bạn cố chép thì nó lại sử dụng là chép là của BMC các bạn. BMC có tem mát đỏ hoàng của BMC này. Đấy, tem 7 màu này. Các bác có nhìn được không? BMC speaker. Made in Italy. Đấy, made in Italy nhá. Khó nhìn lắm. Đấy, đây đây đây. BMC. Con chép BMC này thì nó sẽ cho cái độ tơi nhuyễn và cái độ mịn của chép rất là cao. Nghe trên chép BMC rất là sướng. Vậy và chép BMC thì hát cũng rất là hay. Chép BMC là chất là một trong những cái hãng chép rất là nổi trường rồi. Rất là nhiều các hãng loa cao cấp dùng chép BMC để lắp vào cái loa của mình. Đấy, cho nên là các bác không phải lo về chất lượng của nó. Nó rất là phổ thông ở trên thị trường này. Và BMC cũng rất là nhái rất là nhiều nhá. Các bác mua các bác phải lưu ý nhá. Chép BMC. Họng nhựa, họng này họng nhựa. Chép nó cũng nhỏ nhỏ, côn 44 thôi nên nó chả cần phải họng nhôm làm gì cả. Họng nhựa là đủ bền rồi. Đấy, biết bao giờ mới họng được. Đấy. Đây, còn thùng quách thì tất nhiên rồi, nó phải đẹp chứ. Chọn những cái đồ đẹp. Đấy, để mà các bác còn bày biện nữa. Không chỉ là nghe. Đấy. Phòng con đôi này thì sẽ thích hợp cho các bác chơi trong không gian từ 30 đến 35 mét vuông nhé. 30 đến 35 mét vuông thì các bác chơi là hợp lý nhất. Các bác sẽ cần một con đẩy từ 500-600W đổ lên. Đấy, và ghép cùng một con vang và một con mic không dây là thành một bộ karaoke lưu diêu nhỏ nhẹ trong phòng rồi. Thế là chơi được rồi. Đấy. Đó. Thế là đủ chơi rồi các bạn. Đấy. Còn về hình thức thì khá là tuyệt vời. Rất là may nó không có những cái vết dập, nó chỉ có những cái vết gọi là bẩn bẩn thôi. Đấy. Con này thì có thể treo được, treo trong nằm được này. Đấy. Đấy. Rồi, bác nào có nhu cầu về cặp loa này thì cứ chủ động liên hệ vào Zalo nhé, 0333 527 331. Đấy. Em sẽ báo giá cụ thể được bác. Rồi, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip tiếp theo nhé.